Xin chào tất cả các bạn. Đến với video clip hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách bật cái tính năng thẻ hội viên trong cái kênh YouTube của mình. Thì điều kiện thì các bạn có thể tham khảo điều kiện của YouTube. Như mình biết thì điều kiện của các bạn là phải là đạt là 30.000 sub trở lên, tức là 30.000 lượt đăng ký trong cái kênh của mình. Nhưng đối với một số kênh thì không nhất thiết phải đạt 3.000 sub mà chỉ cần đạt khoảng 3.000. Nếu như cái kênh bạn hoạt động tốt như cái kênh của mình chẳng hạn nè, các bạn vào xem kênh của mình nè. Cái kênh của mình hiện tại nó có tầm khoảng 3.070 các bạn lượt đăng ký thôi, nhưng mà mình đã được bật cái tính năng là hội viên rồi. Đây bạn thấy không, đây thẻ hội viên nè, đó mình được phép bật rồi. Để làm sao bật được cái thẻ hội viên đó thì đầu tiên các bạn vào kênh YouTube của bạn nha, mình làm video mình hướng dẫn từ từ cho các bạn. Rồi các bạn vào YouTube Studio nha. Rồi bạn vào YouTube Studio, rồi các bạn vào cái mục là kiếm tiền, kiếm tiền. Rồi kiếm tiền thì tại cái mục tổng quan nè, quảng cáo hội viên tổng quan thì các bạn chọn vào cái mục tổng quan thì nó có hai mục nè, quảng cáo trên video và hội viên. Rồi các bạn bấm vào xem thêm ha, hoặc là chúng ta click trên thanh này cũng được nha bạn ha. Rồi bạn bấm vào xem thêm thì hiện tại tính năng hội viên này chưa có được bật, thì mình sẽ làm video mình hướng dẫn chi tiết cho bạn. Để bật được tính năng hội viên này đó thì các bạn thấy nè, tính năng hội viên cho phép người hâm mộ của bạn trả phí hàng tháng để sử dụng huy hiệu, biểu tượng cảm xúc và các đặc quyền chỉ dành cho hội viên. Nhà sáng tạo sẽ nhận được 70%, tức là giả sử như hội viên nó đăng ký mỗi tháng hội viên nó đăng ký là 10.000 thì mỗi tháng là các bạn nhận được 7.000, còn 3.000 là sẽ được trừ vào các phí khoản thuế khác nhau. Rồi thì đã hoàn tất 0% nè các bạn. Để hoàn tất cái được bật cái thẻ hội viên này lên á thì các bạn phải làm theo 4 bước nè. Bước thứ nhất nè, bước nhất là thiết lập ưu đãi dành cho hội viên. Bước thứ hai là tải huy hiệu và biểu tượng cảm xúc lên. Bước thứ ba là thông báo về tính năng hội viên. Thứ năm là đăng bài chào mừng hội viên mới hả. Bốn bước rồi các bạn, bốn bước rồi. Để mình cho bạn xem khi mà các bạn bật lên thì nó sẽ hiển thị trên kênh của ta như thế nào. Thì ở đây tôi tham khảo một kênh nào đó, khi các bạn bật rồi đó, bật cái thẻ hội viên thì nó sẽ có nút tham gia kế bên đăng ký nè bạn. Bấm vào đăng ký nè, tham gia hội viên nè. Giả sử như fan cứng 20.000, fan gắt cứng 50, fan siêu cứng 100 nha dân. Rồi bấm vào tham gia. Đó, khi mà bật lên có chức năng đó đó các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành bật từng bước các bạn. Đầu tiên là thiết lập ưu đãi dành cho hội viên. Để các bạn bấm vào bắt đầu. Rồi bắt đầu thì ở đây nó có tiến trình nè các bạn. Chọn mẫu thì chọn ưu đãi, sau đó gửi xem xét. Gửi xem xét thì YouTube nó duyệt tầm khoảng vài phút là chúng ta được rồi. Chúng ta đủ điều kiện ha. Rồi cấp độ 1 nè. Ở đây nó có cái mẫu sẵn nè các bạn. Giả sử cấp độ 1 thì có một cấp thôi nè. Cấp độ 2, cấp 3, 3 cấp độ thì nó ba cấp độ thiết kế cho mình sẵn nè. Cấp độ 4, 4 cấp độ nè, chúng ta thiết kế sẵn nè. Hoặc là thiết lập đây từ đầu là chúng ta làm từ đầu. Ở đây tôi chọn 3 cấp độ sẵn nha các bạn. Rồi ba cấp độ ha. Huy hiệu người hâm mộ nè, cấp mộ, cấp độ 1 chưa có tên, mình sẽ đặt tên lần lần. Biểu cảm xúc đó, ưu đãi đó, cấp độ 1 nó có những quyền hạn gì đó. Cấp độ 2 nè, đặc quyền của các cấp độ 1, tức là đặc quyền của các cấp độ này, xem trước video mới, cảm ơn hội viên, ảnh và thông tin cập nhật trạng thái video chỉ dành cho hội viên đó. Cấp độ 3 nè, đó những đặc quyền của hai cấp độ này và kết nối trên mạng xã hội. Kết nối mạng xã hội tức là những cái đường link mà mình gửi vô đó. Rồi ta bấm tiếp nè, tiếp theo các bạn.
Rồi tôi chọn ba cấp độ đầu tiên, bằng chọn ba cấp độ, còn bấm tiếp theo. Rồi chúng ta bắt đầu chỉnh sửa nha. Bây giờ cái mẫu mình chọn mẫu rồi, mình chọn mẫu ba cấp độ rồi, bây giờ mình chỉnh sửa. Có thể thêm cấp độ nữa bạn, hoặc là bạn không thêm nha. Thêm thì tùy cấp độ, bạn có thể thêm 5 6 cấp độ tùy. Rồi ở đây mình chỉ có ba cấp độ thôi nha. Rồi giờ tôi chỉnh sửa cấp độ thứ nhất. Đây là tên cấp độ, tôi để là cấp độ là hội viên. Cấp độ của hội viên là hội viên vàng đi ha. Rồi vàng, đầu tiên là bạc đi nha bạn, bạc. Rồi là ngôn ngữ thì tôi chọn là Việt Nam nha. Còn cái tiền phí hàng tháng đó tôi chọn thấp nhất các bạn 10.000 tùy, còn các bạn tùy chọn đặc quyền nha. Đặc quyền ở gồm có là huy hiệu người hâm mộ, biểu tượng cảm xúc, ưu tiên phản hồi nha. Biểu tượng cảm xúc về sau này mình có thể tùy chọn nữa các bạn thấy không, các hội viên sẽ nhận được huy hiệu đặc biệt bên cạnh tên của họ, có thể tùy chỉnh sau này. Đây chúng ta có thể bấm vào thêm đặc quyền nè đó. Rồi đặc quyền là chúng ta tùy chỉnh nè. Quy dành cho hội viên, quyền xem trước quy mới, giả sử mình cho cái quyền này đi nha. Thì đó, nội dung mô tả đặc quyền nè, rồi hướng dẫn sử dụng đặc quyền nè các bạn. Đó các bạn có thể tùy xem trước, và các bạn có thể xóa nha, hoặc có thêm nha, còn không thì thôi. Giả sử tôi làm cho nhanh theo bạn, để tôi không làm không thêm thì các bạn thêm, các bạn tùy nha, bạn thêm đặc quyền vô. Rồi sau đó bạn bấm xong nha, bấm xong xong cấp độ 1 rồi xong. Đó là bạc nữa bạn thấy không, tôi chỉnh sửa tới cấp độ 2, vàng, cấp độ vàng. Rồi cấp độ vàng thì tôi cho là 20 ha, 20 Việt Nam đồng mỗi tháng nha bạn. Rồi đặc quyền nè, xem trước video mới, cảm ơn hội viên ảnh và thông tin. Rồi thêm đặc quyền, các bạn có thể thêm đặc quyền. Đây là tôi mặc định tôi không 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 thêm, bạn có thể thêm nha. Thêm đặc quyền có nhiều cái thêm nè. Rồi sau bạn bấm xong. Rồi cấp độ 3 bạn chỉnh sửa. Vàng bạc, cái giả sử tôi là kim cương. Ba cấp độ kim cương nó vào VIP nhất kìa các bạn. Có thể là cấp độ VIP hơn nữa tùy các bạn thôi. Rồi cấp độ kim cương thì là 30 ha. Rồi sau đó kết nối với mạng xã hội, đặc quyền dành riêng cho khán giả, thấy chưa. Rồi các bạn bấm xong, đó là chúng ta đã chỉnh xong ba cấp độ rồi nè. Rồi bước tiếp là chúng ta gửi tiếp theo. Nó cảnh báo nè các bạn. Mình xem nó cảnh báo gì các bạn. Phổ biến đặc quyền dành cho khán giả của bạn. Mình phải chỉnh cái đặc quyền hả bạn. Đặt đặc quyền tùy chọn nè. Video chỉ dành cho viên xem trước video. Rồi mô tả. Xem trước các video mới. Cái hạn gì? Nội dung của bạn đó, hướng dẫn sử dụng đặc quyền. Rồi, các bạn bấm xong nha. Rồi. Rồi sau đó bấm tiếp tục. Đó, khi nào nó sẽ nó báo lỗi cái gì đó thì các bạn cứ xem lý do là sao báo lỗi. Rồi sau đó là gửi nè các bạn thấy không, còn bước cuối cùng nè bạn xem lại nè, gửi bản nháp và chúng tôi xem xét. Rồi sau bản nháp bạn xem lại nè, thấy chưa. Đó, bản nháp mình đã làm rồi nè. Có ba cấp độ nè, bạc, vàng, kim cương. Thì mỗi cấp độ giá theo tháng nè, 10.000, 20, 30. Đó, những đặc quyền ở đây. Sau này các bạn có thể chỉnh sửa nghe các bạn.
Rồi sau đó các bạn chết vào đây. Chết vào mục nè. Tôi không thể thay đổi giá để đưa ra giá mới. Tôi có thể tạo một cấp độ hội viên mới. Đó, khi bạn đồng ý tôi hiểu rằng sau khi YouTube xem xét chấp thuận ưu đãi của tôi thì tôi không thể thay đổi giá, tức là cái giá đặc quyền này nè các bạn, giá thao sáng bạn không có quyền thay đổi. Để đưa giá mới, tôi có thể chọn cấp độ hội viên mới và hoặc xóa cấp độ hiện tại, tức là sau này các bạn có thể xóa cấp độ này, các bạn tạo cấp độ khác nha. Rồi khi tôi xóa một cái hội viên, những hội viên hiện ở cấp độ đó sẽ bị hủy, tức là sử bằng hội viên bạc nè, các bạn xóa thì tất cả các hội viên tham gia hội viên bạc sẽ bị xóa theo luôn, không còn nữa. Rồi chúng ta gửi xem xét nha. Rồi các bạn chết, các bạn đọc, các bạn lướt sơ qua đây, tiếng Anh không à, tiếng Anh không, ngữ tiếng Anh hết rồi hả, đó tiếng Trung tiếng gì đó. Rồi sau đó các bạn chết nè, chết vào đây nè, họ tên bắt buộc nè các bạn ha, nhập vào họ tên nha, em sẽ tôi nhập vào họ tên tôi chẳng hạn vậy. Email bắt buộc thì các bạn có thể là nhập cái email email của mình nha, email của kênh cũng được nữa. Ở đây tôi nhập email kênh nha. Rồi. Tên công ty thì các bạn nhập vào là YouTube thôi, tại mình không có mà. Rồi, bạn chép vào đây ha. Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện, xin lưu ý rằng nếu chưa đủ 18 tuổi. Rồi. Ưu đãi của tôi dành cho hội viên bao gồm các đặc quyền không kích động bạo lực, các bạn cam kết về các dịch vụ nha. Và sao bạn gửi xem xét. Rồi đang xem xét nè các bạn thấy không? Trạng thái đang xem xét. Đã hoàn tất được 17%. Rồi, các bạn đợi xem xét nha. Đây là thiết lập cái bước nhất, bước thứ hai là tải quy hiệu và biểu tượng cảm xúc lên nè. Các bạn chọn vào bắt đầu. Rồi. Bắt đầu dùng quy hiệu mặc định của YouTube nha các bạn. Đây tôi dùng mặc định. Đây, những quy hiệu mặc định nè. Đó, các bạn xem trước nè. Rồi, tôi bấm biểu tượng cảm xúc. Còn một bước cái nhất là quy hiệu, rồi tôi dùng là quy hiệu mặc định của YouTube. Thứ hai là tôi cài đặt là cái biểu tượng cảm xúc nè các bạn. Khi bạn dùng xong rồi bạn bấm tiếp tới là biểu tượng cảm xúc nè. Biểu tượng cảm xúc thì các bạn có thể tải trên lên Google tìm các biểu tượng cảm xúc như biểu tượng cười, biểu tượng đồng ý, biểu tượng khóc, biểu tượng chơi nhân, nhiều biểu tượng. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn một cái hình trước đi. Đây tôi có tải về rồi, tôi chuẩn bị rồi các bạn. Rồi ở đây các bạn lưu ý thêm nè, cái đuôi dạng là GIF, PNG và JPG thì nó độ phân giải tối thiểu nè 32x32 pixel và kích thước tải lên dưới 1 MB ha. Cao hơn thì không được, tỷ lệ khung là 1:1, tức là giả sử như cái ảnh các bạn có tỷ lệ là 100, kích thước ngang 100, ngang 100 dọc 100 thì đó là tỷ lệ 1:1. Rồi ở đây thêm một cái lỗi nữa là các bạn đánh dấu không dùng ký tự đặc biệt. Đó, nhưng điều lý sau đó bấm lắm luôn. Rồi xong rồi đó. Rồi đây đã phê duyệt luôn đó các bạn, thấy không? Nhanh không? Đã về việc được 50%, chúng ta hoàn thành hai cái. Còn cái thứ ba nè, tải quy hiệu và biểu tượng cảm xúc lên là chúng ta làm xong rồi. Rồi tới cái thông báo và tính năng hội, thông báo về tính năng hội viên, chúng ta bắt đầu. Đó, thông báo cái này thì mặc định luôn, tôi để xong luôn các bạn khỏi cần chỉnh sửa gì chứ. Đó. Rồi đăng bài để chào mừng hội viên, rồi chúng ta bắt đầu ha. Bắt đầu đăng bài nè, anh ta click vào đây nè, đăng bài lên tab cộng đồng.
Rồi đăng lên bài nè. Chào mừng các hội viên phiên đến với kênh. Bạn đăng lên một bài. Đăng. Rồi đăng lên thành công rồi đó các bạn. Rồi các bạn xem nè. Đó. Bạn đã tạo thành công bài đăng. Rồi chúng ta bấm vào xong. Đó, xong bước thứ tư rồi đó. Đây. Các bạn thấy không? Rồi sau khi xong các bạn có thể chỉnh sửa lại ha. Ở đây mình gặp trục trặc một tí chỗ đó là cái tải huy hiệu cảm xúc lên á. Những điều lưu ý của video cảm xúc của các bạn à, mình nhầm thông báo về tính năng đúng rồi để video cảm xúc lên nè. Hồi nãy biểu tượng cảm xúc á, nó có một số lỗi là thứ nhất là chúng ta viết chữ không dấu à, viết liền không khoảng trắng không có từ đặc biệt các bạn. Thứ hai là cái bức ảnh này nè, ở đây nó có nói nè, có để nè các bạn. Đó là cái điều lưu ý của cái bước thứ hai nè. Rồi, sau khi xong rồi đó, bật 100% rồi đó các bạn, bạn tiến hành bật. Rồi. Rồi, các bạn bấm bật. Đó, cái đây là số liệu doanh thu nè, doanh thu từ hội viên nè. À, bên đây là chúng ta có thể chỉnh sửa nha các bạn. Sau này chúng ta có thể chỉnh sửa số tiền chúng ta không chỉnh sửa được nè. Có thể đặc quyền chúng ta có thể chỉnh sửa. Đó. Nhưng số tiền thì không chỉnh sửa được. Chúng ta chỉ tạo thành cái hội viên mới thôi. Đó. Rồi vậy là mình đã bật xong cái thẻ hội viên rồi đó bạn. Xong rồi bây giờ chúng ta quay ra cái kênh mình xem cái kênh mình ha video. Nè nó có chữ này các bạn thấy không, đối với tôi vô thì nó có thêm chữ phân tích, còn đối với người dùng xem bình thường nó sẽ có chữ tham gia bên đây. Đây tôi sẽ truy cập vào một cái một cái tài khoản khác để xem. Đây nè các bạn, nó hiển thị đây luôn rồi nè. Tôi lít vào đây đó, khi mà người dùng người khác truy cập vào đây nè, các bạn thấy không, có chữ tham gia nè, các bạn lít vào tham gia đây đó, tham gia kênh này nè, bạc nè, vàng nè, đó những biểu tượng mà mình đã tăng tải lên nè. Cái huy hiệu mặc định của YouTube, bạn bấm tham gia. Đó, tham gia thì các bạn truy cập vào đây, các bạn phải nhập cái số thẻ Visa của mình. Để hàng tháng cái kênh YouTube nó sẽ trừ 10.000 đồng thẻ hội viên này. Rồi. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách bật tính năng thẻ hội viên trong kênh YouTube. Thì điều kiện của nó là phải 30.000 lượt đăng ký, nhưng mà cái kênh mình, đặc biệt kênh mình có mới khoảng hơn 3.000 thôi, nhưng mà được bật tính năng này. Thì lý do có thể là cái kênh của mình có nhiều người xem và comment, tức là comment bên dưới cái những video thì cái tên nó thể hiện cái chỉ số tích cực thì sẽ được bật cái thẻ hội viên sớm. Rồi các bạn có thể đăng ký cái thẻ hội viên để ủng hộ mình các bạn. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video hướng dẫn chia sẻ của mình. Rồi chúc các bạn mau bật được cái thẻ hội viên trên kênh YouTube. Mình xin tạm dừng cái video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn.